xin kính chào các bạn. Hôm nay thì sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn một kiến thức hết sức là thực tế luôn các bạn, giúp cho các bạn có thể tập luyện được xong cái là các bạn có thể ra ngoài thực hiện được luôn các bạn ha. Rất là thực tế luôn. Thường thường các bạn đi chơi nhạc á, chắc cũng từng nghe qua tôi ưa nhắc đến cái vòng 12 đúng không các bạn? Những bạn nào đặc biệt, những bạn nào mà thường chơi trong ban nhạc á, thì người ta ưa sự nhắc cho anh em chơi nhạc, đánh vòng 12, vòng 12 nha. Thì chúng ta sẽ biết được cái vòng 12 đó là cái gì và chúng ta đánh chung với anh nhau với nhau. Còn nếu chúng ta không biết thì ta nói vòng 12 mình cũng không biết vòng 12 là cái gì các bạn ha. Ủa vòng 12 là cái gì vậy? Cũng khổ. Và bây giờ chúng ta cần phải tìm hiểu vòng 12 là cái gì để mình biết được sau này mình vô ban nhạc mình đánh khỏi bỡ ngỡ các bạn ha. Rồi, các bạn quan sát dòng nhạc. Tèo sẽ chia sẻ các bạn vòng 12 thứ ở điều thức thứ các bạn nhé. Tèo sẽ ví dụ vào trong tông la thứ để các bạn dễ học và dễ hình dung. Vòng 12 tức là 12 ô nhịp đó các bạn. Các bạn cứ nhớ như vậy là được. Vòng 12 tức là có 12 ô nhịp, cứ nhớ vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ ví dụ vào trong tông giọng la thứ. Ví dụ 4 ô nhịp đầu chúng ta sẽ đánh hợp âm, âm chủ bậc 1 tức là la thứ ha. Rồi 2 ô nhịp tiếp theo chúng ta sẽ qua bậc 4 hợp âm rê thứ. Mình nhớ, các bạn đang nhớ bậc để sau này mình qua cái tông giọng khác mình vẫn còn hình dung được cái bậc để mình đánh được cái tông giọng khác các bạn ha. Rồi tiếp tục mình quay trở lại 2 ô nhịp bậc 1 tức là la thứ lại. Lúc này chúng ta đã có được 8 ô nhịp rồi đó các bạn. 4 ô nhịp la nè, 2 ô nhịp rê nè, 2 ô nhịp la nè, cộng lại là như vậy 8 ô nhịp rồi các bạn ha. Đó rất đơn giản các bạn, là mình nhớ rồi, rất đơn giản thôi. 1 4 1. Rồi cứ nhớ theo cái công thức đó để sau này mình qua cái tông giọng khác đó mình vẫn đánh được. Rồi ví dụ mình có la thứ 4 ô nhịp. 2 3 ví dụ vậy đó. 4 rồi mình qua rê thứ 2 ô nhịp. 2 rồi về la lại 2 ô nhịp. Đó các bạn cứ nhớ như vậy. Rồi tiếp tục tới ô nhịp số 9, chúng ta sẽ qua bậc 5, chúng ta sẽ qua bậc 17 ha. Rồi ô nhịp số 10 mình quay trở về bậc 4 lại tới là rê thứ. Rồi ô nhịp số 11 mình quay về âm chủ bậc 1 tức là la thứ. Rồi bắt đầu tới ô nhịp số 12 mình sẽ đánh hợp âm bậc 5, mình sẽ dàn hoặc tutti vậy đó. Ok bạn, như vậy mình đã có được 12 ô nhịp. Bây giờ sau khi mình đã thuộc lòng và phân tích được các cái hợp âm, các cái ô nhịp, bây giờ mình sẽ nghe thử các bạn ha. Mình chọn một cái style nào đó rồi mình nghe thử thôi, đâu có gì đâu các bạn. Rồi giờ ta chọn cái style là soul các bạn ha, mình nghe thử. Bây giờ mình nghe thử cái vòng 12 thứ này nó như thế nào trước đã. Rồi bắt đầu nha. 1 2 3 4 qua rê nè, 1 2 về âm chủ nè, 1 2 rồi tới ô nhịp 17 rê âm chủ rồi 17. Quá đơn giản bạn ha, như vậy là xong, mình đã có được cái vòng 12 thứ. Các bạn sau khi thuộc lòng cái vòng 12 thứ rồi, chúng ta phải đánh như vậy đó để mình nghe, mình cảm nhận thôi cái vòng mình nó như thế nào. Các bạn đang nghe cái vòng hợp âm như thế nào để mình nhớ. Sau này khi bắt được cứ nghe ban nhạc nào đánh lên trong vòng đó là ô vòng 12, vòng 12 là mình biết liền các bạn ha. Rồi quá đơn giản mà, sau khi mình đã nắm lòng được cái vòng 12 rồi, thuộc được cái hợp âm của nó rồi, bắt đầu Tèo sẽ chia sẻ các bạn một cái câu chạy trong vòng 12 thứ này, giúp cho các bạn có được tài liệu để mình đánh vào cho khi mình đi đệm hát, mình đánh thực tế ở ngoài những các bài luôn. Ví dụ như bài tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em đó, học bài đó đó, hoặc là một số bài nữa, hoặc là bài đó, bài tình là sẽ tơ, hoặc là bài gì đám cưới nhà ai vui thật là vui đó, thì đó bài đó, những bài đó họ sẽ sử dụng vòng 12 thứ này. Chúng ta lúc đoạn gian tấu chúng ta có thể lấy câu này ra để mình lead, mình đánh feel cái đoạn gian tấu để mình làm cái câu đệm của các bạn ha. Nó cũng vừa là cái bài tập luyện ngón cho mình luôn các bạn, quá hay các bạn ơi. Rồi câu như thế nào các bạn quan sát trong nhạc nha. Tôi sẽ soạn hết sức đơn giản thôi để chúng ta dễ tập và dễ nhớ. Trong tông la thứ chúng ta bắt đầu từ nốt la ngón út. Các bạn nhớ giùm Tèo, cái câu này chúng ta đánh bằng tiếng sin lick cũng được, hoặc tiếng guitar cũng được, tiếng sin của Tèo nè. Hoặc là tiếng guitar cũng được. Đó. Ở đây Tèo sẽ chọn tiếng piano để tập trước các bạn ha. Rồi bắt đầu, nốt ngón út xếp vào nốt la. Ngón số 3, ngón ca giữa nó xếp vào nốt mi. Ngón trỏ số 2 xếp vào nốt rê thăng, nốt mi giáng các bạn. Rê thăng hay mi, rê thăng nha.
Ok bạn nha, bắt đầu mình sẽ đánh như sau. Ô nhịp thứ nhất, chúng ta đánh lá, mi, rề, mi, xón, mi, rề, mi, lá, mi, rề, mi, xón, mi, rề, mi là hết. Hết một ô nhịp. Các bạn nhớ giùm tèo, chúng ta đánh nốt la này hai lần, cứ nhớ như vậy. Lá, mi, rề, mi, xón. Đó cũng là nốt mi, rề, mi thôi, nhưng mà mình sẽ đổi cái nốt ở phía trên. Con út mình đổi con nốt la nó son lại. Rồi, mi, rề, mi, lá, mi, rề, mi, xón, mi, rề, mi là hết. Các bạn cứ nhớ chúng ta đánh nốt la này hai lần, tức là mình sẽ xong một ô nhịp. Rồi qua ô nhịp tiếp theo mình đánh tương tự như vậy. Các bạn thấy cái dấu mà giống đoạn đầu không? Dấu lặp lại của đoạn đầu không? Y hệt đoạn đầu các bạn ha. Y hệt ô nhịp đầu á. Tức là cái câu này mình đánh hai lần, đánh hai ô nhịp. Các bạn cứ nhớ như vậy nha. Ô nhịp thứ nhất mình đánh nốt la này hai lần, cộng thêm cái ô nhịp thứ hai mình đánh nốt la này hai lần nữa. Mình tự tưởng tượng mình sẽ nốt la này mấy lần các bạn? 4 lần là xong hai ô nhịp. Các bạn cứ nhớ cái mẹo như vậy. Hoặc các bạn cứ nhớ nốt son cũng được. Mình đánh nốt son này 4 lần là mình xong hai ô nhịp. Ba cái mẹo để mình dễ tập và dễ nhớ các bạn ha. Lá, mi, rề, mi, xón, mi, rề, mi, lá, mi, rề, mi, xón, mi, rề, mi là hết một ô nhịp. Tới ô nhịp tiếp theo đánh tương tự như vậy, cũng y hệt vậy luôn. Lá, mi, rề, mi, xón, mi, rề, mi, lá, mi, rề, mi, xón, mi, rề, mi. Tới đây thôi là mình đã hết gì? Hết hai ô nhịp. Quá dễ bạn ha. Rồi tới hai ô nhịp tiếp theo, bắt đầu mình sẽ chạy một cái câu nó cũng khá phức tạp chút xíu. Rồi hai nhịp đầu coi như mình xong các bạn nha. Mình đánh cho âm la thứ thôi. Ok bạn, xong hai ô nhịp. Ô nhịp tiếp theo, bắt đầu mình chạy. Các bạn xếp ngón út vào nốt lá. Lá, son. Rồi ngón cái của nốt mì, mì. Lá, son, mì ngón cái. Rồi ngón áp út mình sẽ qua nốt về nốt mi dáng. Mi, rê, đô. Rê, mi, rê. Làm lại bạn nha. Lá, son, mì. Rồi mi dáng. Mi, rê, đô. Rê, mi, rê, đô. Là. Rồi sau đó mình kéo ngón trỏ ngón son. Son, la, đố, la, son, mì. Tới nốt mì thôi, qua ô nhịp số 4 nữa các bạn. Mình tập ô nhịp số 3 này trước ha. Làm lại. Lá, son, mì, mì dáng. Rê, đồ, rê, mì, rê, đồ, là, son, la, đố, la, son, mì. Ok, như là mình có được cái ô nhịp số 3. Rồi tới ô nhịp số 4, ô nhịp số 4 cũng tương tự như vậy. Bắt đầu mình chạy từ nốt mi này, số 4 các bạn gối đầu nha. Nốt mi này ngón cái này nè. Rồi bắt đầu mình cũng chuyển ngón áp út qua ngón nốt mi dáng. Mì, mí, rê, đồ, rê, mí, rê, đồ, là, đồ, rê, mi dáng. Rồi kéo cái của mi bình. Mi, son, la, đố. Hết. Hết phát số 4. Bây giờ mình sẽ nối cả phát số, cả cái ô nhịp số 3 và ô nhịp số 4 các bạn nha. Lá, son, mi, mi dáng. Rê, đồ, rê, mi, rê, đồ, la, son, la, đố, la, son, mi. Rồi kéo số 4 của nó mi dáng. Mi, rê, đồ, rê, mi, rê, đồ, là, đồ, rê, mi. Rồi kéo ngón cái của nó mi bình. Mi, son, la, đố. Hết. Quá dễ bạn ha. Sau khi mình nó quen tay, bắt đầu mình tăng tốc độ, mình tập lên chút xíu.
quá dễ bạn ơi. Bây giờ sau khi tập ta nhuần nhuyễn tay chậm như vậy đó, chúng ta bắt đầu ghép 4 nhịp đầu lại với nhau. Quá đơn giản không các bạn? Nếu như chúng ta tập đúng phương pháp, tập thật là chậm, những cái câu chạy như vậy các bạn, lúc mình mới tập mình rất là dễ nản. Tại vì sao? Tại vì nó khó, đòi hỏi chúng ta phải có tính kiên nhẫn, kiên trì, ngồi tập, xếp từng phách một, đánh từng phách một cho tay mình nó quen ngón. Đừng có nản các bạn nhé, không có gì cao siêu đâu, chỉ là thói quen tập luyện mà thôi. Xong, rồi, bây giờ chúng ta đánh thử lại một lần nữa. Quá đơn giản các bạn, xong được 4 nhịp đầu. Rồi bây giờ tiếp tục mình xuống 4 nhịp 3 ô nhịp 4 nhịp phía dưới, qua 2 ô nhịp rê thứ rồi 2 nhịp la thứ lại dòng dưới bạn ha. Qua 2 ô nhịp rê thứ này chúng ta sẽ đợi hợp âm. Chúng ta đợi hợp âm xuống cái bùm cái mình mới đánh. Tức là đợi hợp âm rê thứ xuống cái, đợi nó xuống. Rồi mình mới đánh các bạn nha. Lúc này các bạn thấy một số nốt nhạc ở phía trên đầu nó có dấu mũi tên không? Mà có số 1 không? Tức là những cái nốt nhạc đó mình sẽ đẩy bend nó lên một cung các bạn nhé, nhớ nha, đẩy bend lên. Giờ tại ví dụ như mình đáp ấn bùm xuống cái bùm rê rê đồ, các bạn để ý thêm các nốt đô đều có dấu mũi tên ở trên đầu và số 1. Tức là cái nốt đô này chúng ta sẽ đẩy bend lên một cung, các bạn nha. Khi mình đánh nhanh hiệu ứng rất hay. Rồi mình cứ đẩy bend như vậy, rê rê đồ, cái nốt đô đẩy bend lên rồi mình buông tay ra, đẩy sang buông liền các bạn nha. Đẩy xong buông ra liền để mình tiếp tục đánh nốt rê tiếp theo nó còn kịp các bạn ha. Bùm rê rê đồ, rê rê đồ. Ok bạn cứ tập không như vậy cho quen tay trước đã. Rê rê đồ. Lúc mình mới tập mình cứ tập chậm như vậy các bạn, đâu gì cao siêu đâu, đâu ai cười đâu mà sợ các bạn. Mình cứ tập chậm cho tay mình quen trước đã. Đợi sau này mình quen đi bắt đầu mình đánh nhanh lên nó sẽ hay các bạn ha. Cứ tập chậm như vậy đừng có sợ. Đó các bạn, mình cứ tập chậm như vậy cho tay mình nó quen. Sau khi quen bắt đầu mình đánh nhanh lên. Rồi bây giờ mình đếm xem mình sẽ đẩy cái nốt đô này bao nhiêu lần để làm cái mẹo để mình dễ nhớ bạn ha. Bùm, học âm cái bùm, bùm, rê rê đô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ đẩy nốt đô này 6 lần là xong được cái chỗ này. Đó cái mẹo mà để mình nhớ chứ làm sao mà mình đánh, mình nhớ hết được cái câu được lúc mình đang chạy. Rồi mình cứ nhớ 6 lần cái nốt đô này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quá đơn giản bạn ha. Rồi xong. Lúc mình đánh trong câu này, cái nốt đô cuối cùng mình đẩy lên nè, buông ra là đô rê, là hết được hai ô nhịp rê thứ. Đó bây giờ mình tập chậm lại. Bùm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất đơn giản đúng các bạn. Vậy là mình xong được hai ô nhịp. Rồi, tiếp tục qua hai ô nhịp la thứ tiếp theo, mình đánh như sau. Ô nhịp la thứ đầu tiên mình sẽ đánh mi rê đô là nốt mi giáng các bạn nhé. Mi rê đô là. Mình đánh cái câu này 4 lần. Mi rê đô là, mi rê đô là, mi rê đô là, mi rê đô là. Các bạn cứ nhớ là mình đánh 4 lần. 1 2 3 4 là xong các bạn nhé. Đó, các bạn tất cả đều có cái mẹo đó mình dễ nhớ hết các bạn, không gì cao siêu cả. 1 2 3 4 rồi, đô đô là. Mình qua nhịp tiếp theo, đô đô là mi son la là hết. Bạn thấy dễ không? Quá đơn giản mà chẳng như cao siêu cả, chỉ là thói quen tập luyện mà thôi. Bây giờ mình nối hai cái ô nhịp la thứ lại với nhau. 1 2 3 4 hết. Rồi sau khi đã quen tay bắt đầu mình nối cả 8 ô nhịp lại với nhau các bạn ha. Sau khi quen tay bắt đầu mình vô trống thử nè. Rồi chuẩn bị vào nha, 8 ô nhịp thôi nha. Rồi
bạn thấy rất đơn giản, đôi khi cao siêu các bạn, chẳng qua chúng ta tập luyện nó quen tay thôi. Khi đánh chậm các bạn nghe rất là chán đúng không? Nghe nó trời câu nó bình thường mà. Nghe rất bình thường nhưng mà các bạn thấy rõ ràng khi mình tập quen nhuần nhuyễn rồi đó, cái mình vô trống đánh tốc độ nhanh lên mà thấy rõ ràng không? Nghe nó quá tuyệt phê các bạn ha, nghe cực kỳ đã luôn. Rồi xong, bởi vậy nó có được 8 môn nhịp đầu. Bây giờ tiếp tục qua 4 môn nhịp tiếp theo là mình xong được câu lead này các bạn ha. Chúng ta cùng chuyển qua 4 môn nhịp tiếp theo. Các bạn xem dòng nhạc. 4 môn nhịp tiếp theo này cũng khá đơn giản mà này không gì cao siêu cả. Rồi bắt đầu mình đổi tiếng piano tập lại nha. Các bạn thấy nốt mi ở đầu dòng phía trên á, nó có mấy nốt nhạc mà có dấu mũi tên đó, tức là chúng ta sẽ đẩy band cho đó các bạn nhé. Ví dụ nốt mi đầu tiên, nốt rê trên này, chúng ta đẩy band lên một cung, nó thành nốt mi. Ok, rồi mình buông band xuống thành nốt rê, rồi đánh nốt đô, là đô nữa là hết. Làm lại các bạn nha. Nốt rê đẩy lên nốt mi nè, rồi buông band xuống thành nốt rê lại, đánh nốt đô, rồi thêm nốt là đô nữa, là hết. Tiếp tục xuống nha, qua ô nhịp rê thứ tiếp theo, chúng ta cũng đánh tương tự như vậy, nhưng mà mình xuống một quãng 8, cũng nốt rê đẩy band lên một cung. Quá dễ mà nè. Đánh nốt rê đẩy band lên, buông band thành nốt rê lại, buông band xuống thành nốt rê, rồi tiếp đánh nốt đô, là hết. Quá dễ bạn ơi. Rồi tiếp tục cái ô nhịp ở trên vòng trên vòng cuối, lúc này chúng ta tiếp tục đẩy nốt rê, nhưng mà các bạn thấy số 1/2 không, tức là chúng ta không đẩy nguyên band, nguyên một cái band một cung nữa, mà mình chỉ đẩy nửa cung thôi, hoặc là mình đẩy kiểu coma các bạn, 0.3 0.4 thôi cho nó xíu các bạn ha. Rồi đẩy band nửa xíu thôi. Ok bạn, đẩy như vậy các bạn ha. Tét, tè, đè, đẩy xíu thành buông ra liền. Sòn, la, đố, là hết được dòng trên. Bây giờ mình nối thử các bạn ha. Chọn tiếng xin, đánh thử dòng trên nè. Đó bạn, khi mình chỉ xuống tiếng xin nó sẽ ra hiệu ứng như vậy. Rồi cái câu cuối cùng, xuống dòng dưới mình sẽ chạy gặp âm mi 7. Lúc này ban nhạc họ sẽ dành tum 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 như đó. Còn mình sẽ chạy cái câu này. Mình các bạn xếp ngón số 3 vào ngón nốt mi. Tại có ghi số ngón ở phía dưới luôn các bạn. Cái số ở dưới tức là số ngón của mình đó. Mi, fa, mi, rê. Mi, fa, mi, rê. Rê thăng các bạn nha. Rồi tiếp tục mình kéo ngón cái nốt mi. Mi, fa, fa thăng. Rồi chuyển ngón cái của nốt son. Son, son thăng. La, la thăng. Rồi si, đô, đô thăng. Rồi rê, rê thăng. Mi, tức là mình sẽ chạy nửa cung các bạn, nửa cung đi từ nốt mi lên tới nốt mi. Mi, fa, mi, rê. Rồi bắt đầu mình chạy nửa cung lên. Mi, fa, fa, son, son, la, la, si, đô, đô, rê, rê, mi. Ok bạn, khi mình tập chậm như vậy cho quen tay thôi. Khi quen tay mình tăng tốc độ xíu. Rồi các bạn, chẳng gì cao siêu đâu các bạn ơi, chúng chỉ là thói quen tập luyện thôi, tập thật chậm như vậy. Sau khi đã quen, bắt đầu mình ghép cả câu vô, thử các bạn nha. Xong, đó các bạn thấy dễ không, không gì cao siêu cả các bạn ha. Rồi, sau khi mình đã tập nhuần nhuyễn, tập thật là chậm cho quen tay rồi, bắt đầu mình mới vô trống thử. Có nhiều bạn thắc mắc tại sao thế? Ủa anh Tèo ơi, em thấy bên tay trái đâu để hợp âm mà sao anh đánh được mấy cái câu này? Tức là Tèo đã làm nhạc MIDI sẵn đó các bạn. Chúng ta chỉ việc bấm cái nhạc MIDI lên, bắt đầu mình chạy câu trong đó thôi, cho mình tập, mình làm quen cái câu lead của mình các bạn ha. Rồi bạn nào cần nhạc MIDI thì cứ để là bình luận phía dưới video nhé, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nối cả cái vòng 12 này, bạn xác thật kỹ nha. Đánh tempo chậm thôi, không cần phải nhanh. Đánh tempo chậm trước đã, đánh 115 thôi. Chậm chậm đó các bạn ha.
rất đơn giản bạn, đó mình tập chậm nên quen tay. Khi mình đã quen tay rồi mình có thể tăng tốc độ từ 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 lên các bạn nha. Chứ có nhiều bạn tập vội vã lắm, mới tập tay chưa đã quen hết trơn á, mà đánh tốc độ nhanh không à, mình sẽ bị vấp và mình sẽ dễ nản, mình chán lắm, mình không muốn tập nữa là vậy đấy các bạn. Bây giờ mình quen tay rồi tăng tốc độ nó xíu, đó mình lên 125 ví dụ như vậy. Rồi thử các bạn nha. Rất đơn giản các bạn, chẳng gì cao siêu cả bạn ơi, các bạn tin tèo đi, chỉ là thói quen tập luyện mà thôi. Rồi mình tập nhiều lần như vậy, mỗi ngày mình đánh câu này từ 100 lần thử coi, đảm bảo các bạn vừa là bài tập luyện ngón cho mình, vừa là cái kiến thức giúp cho mình đi đệm hát khi mình gặp những bài đệm như vậy các bạn ha, là kiến thức thực tế luôn đó các bạn. Bạn đi đệm hát thử gặp những bài vòng 12 đó, cứ lấy vòng 12 này ra đánh vào, đảm bảo các bạn tuyệt vời lên các bạn ha. Tèo vừa chia sẻ các bạn kiến thức trong âm nhạc cũng hết sức là bổ ích và hết sức là thực tế luôn các bạn ơi. Đó là vòng 12 thứ vào câu chạy, vừa là câu chạy lead feel luôn, vừa là câu để mình luyện ngón, cũng hết sức là bổ ích các bạn ha. Trong lúc tập luyện nếu như còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để bình luận phía dưới video, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn tìm hiểu kỹ năng gì, hoặc là muốn đệm bài hát gì, cứ để lại tên bài hát, tên kỹ năng đó, Tèo sẽ soạn và chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.